chơi đó. Hả? À, đi về được chưa? Ừ. Bà chuẩn bị đồn sẵn rồi rồi. Bây giờ ăn sáng nhá. Chuẩn bị đồ ăn sáng rồi rồi. Bây giờ ăn sáng nhá. Ừ.
Đi ăn sáng nhá. Mẹ đánh răng nhá. Đánh răng nhá. Đánh răng nhá. Hả? Đánh răng rửa mặt nhá. Thơm đấy nhá. À, bà đánh răng. Bà thấy kem nhau đi. Người Tây này thì được Đi Tina hướng dẫn cho Bibi ăn rất là tốt nhé. Cảm ơn chị Đi Tina là một bác sĩ có những tư vấn rất là chân thành và rất là tốt cho Bibi. Đấy, một tình yêu từ England. Đấy. Ăn từ từ đấy nhé. Đấy, từ lưng đấy không đó. Nào, đây nào, 300 miếng này cho ngon nữa. Bi ăn rất là tốt cho mọi người. Biết rồi. Quá đi ngon. Cây cây rất là ngon. Đi từ xuống đi nhá. Đi từ xuống nhá. Đi từ xuống. Tên trái cây à? Không thể ăn nữa. Em phải khoai tây kia nữa. Nhỏ trái cây hả? Nào thì ăn trái cây à? Không thể ăn trái cây à?
cho mình miếng này nhá. Ngọt lắm. Bibi Monkey tới. Mình khoai tây nữa. Cho một ít nữa thôi nhá. Mình cho một ít nữa thôi. Đấy, vậy thôi. Từ từ đó. Mình ăn khoai tây, ăn khoai tây nhá. Dán. Nào, ăn bằng cái cây nè, đừng ăn cái này nhiều mà. Với tay ăn thì nó nhiều mà. Nó nó là bán nhá. Không thể bán. Em đi thôi, bán lòng miệng nha. Ba lên được nhá. Hả? Đây rồi. Đó đứng đồ đây. Nước cái miếng nữa. Mới ăn thì thôi, đi ăn thì nhiều này. Vừa nó cũng ngon quá nhá. Và con áo này đẹp nha. Ha. Đây là. Nào. Uống này. Nước đi. Nước đi chứ. Gì không ăn ngon. Làm nước nữa, nó đứng lên nữa. Quay tay ăn nhiều rồi. Không nữa. Nào con nước. Ăn ít miệng đi, ăn đây miệng đi này nhá. Ăn sáng thì thế thôi nhá. Mấy hôm nữa mới được uống sữa nhá, hôm nay chưa được uống sữa. Ok.